就他他那个眼睛非常。嗯。然后眼睛发腮了。嗯。那么那我怎么想不起？那他老了。对。他那个老头老了，怎么？别的地方老了，怎么？我这把这个东西跟你讲，还有你讲，怎么这么弄脏？我马上就给他玩哟。马上给他玩什么？哦，那个，那个，那个什么玩意？这个人，这个人嘛，玩，你不有你爱你不好。Làm đâu bình thường đấy hay là làm phục vụ chị đó? Nhân viên hay là... Để em đấy chứ? À, mà tôi bình thường. Chị có nhân viên hay là nhân viên? Tại đó em không nói quay cho quay mình vậy thì em học pháp cho mình kiểu bộ đồ kiểu như nó hở nhiều quá thì trong trong những bữa nào có quay em cá nhân quay lại thì em quay cho chị xíu hả? Cứ nói em phải nói trước chị là chị sắp xếp được. À dạ. Chị đã biết cả. Bye.